Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mục tin tức của Đường Hai Chiều, mình là Thảo Anh. Bản tin ngày hôm nay có những tin gì chúng ta vào việc luôn nhé. Nissan Ariya được đăng ký bản quyền tại Việt Nam. Mazda CX-5 thế hệ mới đã được phác thảo thiết kế. 1.332 chiếc SH300i nhập khẩu Ý và triệu hồi. Honda Việt Nam chính thức giới thiệu Africa Twin 2021. Mặc dù là ra mắt sớm và từng là một trong những thương hiệu đi đầu toàn cầu trong công cuộc điện hóa, nhưng mà Nissan Ariya lại mất khá là lâu để chính thức xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Mới đây thì mẫu xe này mới chỉ được đăng ký bản quyền thôi. Còn về việc là Nissan có bán chính hãng mẫu xe này tại thị trường Việt Nam hay không thì chúng ta vẫn chưa rõ. Có thể thấy là dù ra mắt sớm hơn nhưng Nissan đang chậm chạp hơn về việc đưa mẫu SUV cỡ trung thuần điện Ariya vào thị trường Việt so với sự có mặt của Kia EV6 và Hyundai Ioniq 5. Mẫu xe này là một trong những mẫu SUV thuần điện dùng khung gầm chuyên dụng đầu tiên. Thiết kế xe ấn tượng đơn giản và hiện đại. Xe được sử dụng hệ thống truyền động E4 ORCE, hệ thống hoàn thiện nhất mà Nissan đang sở hữu. Tại Mỹ thì Nissan Ariya có 3 phiên bản và xe được trang bị gói pin 65 kWh hoặc là 87 kWh. Hệ dẫn động cầu trước hoặc là all-wheel drive. Phiên bản thấp có công suất là 215 mã lực và moment xoắn là 300 Nm. Bản cao hơn có công suất là 388 mã lực và moment xoắn là 600 Nm. Việc được đăng ký bản quyền tại Việt Nam thì không đồng nghĩa với việc xe chắc chắn được bán ra tại Việt Nam. Nissan Việt Nam cho biết là việc đăng ký bản quyền công nghiệp thuộc vấn đề về kỹ thuật, thiết kế do một bên thứ hai thực hiện. Hiện tại thì hãng chưa có kế hoạch cho ra mắt mẫu xe trên. Dựa vào những hình ảnh lộ ra từ những lần xuất hiện trước ống kính thì Mazda CX-5 thế hệ mới đã được phác thảo thiết kế. Và nhìn vào chúng ta có thể thấy là điểm nhấn ở trong thay đổi chính là hệ thống khung gầm mới. Ta có thể thấy tỷ lệ vóc dáng của xe đã thay đổi nhiều do việc sử dụng hệ thống khung gầm mới thiên về dẫn động cầu sau. Từ đó những tùy chọn về động cơ trên CX-5 cũng được thay đổi hoàn toàn. Phần mặt ca lăng của Mazda CX-5 có thiết kế mới với tạo hình góc cạnh và mạnh mẽ hơn. Theo một số báo nước ngoài cho biết thì chiếc xe chuyển qua sử dụng động cơ i6 xăng hoặc là dầu thay vì động cơ 4 xi lanh tăng áp. Ngoài ra xe còn đi kèm với hệ thống hybrid, thậm chí có thể có một bản hybrid sạc điện kết hợp motor điện với động cơ. Bản cao nhất có công suất là 282 mã lực cùng với cả 340 Nm. Bản chạy dầu sẽ có moment xoắn cao hơn. Nội thất của Mazda CX-5 vẫn chưa rõ sẽ được cải thiện như thế nào, nhưng được kỳ vọng là một số trang bị trên CX-30 sẽ xuất hiện ở đây, ví dụ như là màn hình cảm ứng trung tâm đời mới có kích thước tối đa là 10 inch. Rất có thể xe sẽ được chào sân vào khoảng giữa năm 2022. Honda Việt Nam vừa ra thông báo sẽ có 1.332 chiếc SH300i nhập khẩu Ý phải triệu hồi để xử lý vì nồng độ hơi xăng ra môi trường vượt mức cho phép. Qua quá trình kiểm tra thì Honda đã phát hiện nồng độ xăng ra môi trường của SH300i nhập khẩu cao hơn mức cho phép tại Việt Nam. Do đó thì toàn bộ xe nhập khẩu Ý được sản xuất trong thời gian từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020 sẽ phải triệu hồi để xử lý. Vấn đề này không ảnh hưởng đến độ an toàn cũng như là chất lượng của sản phẩm. Những xe ở trong diện ảnh hưởng có thể mang xe đến các đại lý để sửa chữa từ ngày 24 tháng 5 và thời gian xử lý dự kiến khoảng 4 tiếng và mọi chi phí sẽ do hãng chi trả. Hồi đầu tuần thì Honda Big Bike Việt Nam đã đăng tải một poster hé lộ mẫu xe sắp ra mắt trong cuối tuần này. Và riêng trong sáng ngày hôm nay, 28 tháng 5 thì mẫu xe đó đã được hé lộ tới những tín đồ đam mê off-road. Vâng, chiếc Africa Twins có hai phiên bản là bản tiêu chuẩn và bản Adventure Sport có giá bán từ 590 triệu. Xe có tư thế lái thẳng, yên xe có thể điều chỉnh được độ cao linh hoạt và tay lái được bố trí cao hơn 22,5mm so với đời tiền nhiệm. Phần đèn được trang bị pha kép dạng LED kết hợp với đèn chiếu sáng ban ngày DRL tự động điều chỉnh cường độ. Đuôi xe được thiết kế vuốt cao về phía sau, lộ ra phần khung phụ, tạo cảm giác thon gọn và mạnh mẽ. Phần càng sau được lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu cào cào CRF450R, tăng khả năng bám đường cho bánh sau và cải thiện cảm giác lái. Công nghệ nổi bật ở trên phiên bản đời mới có thể kể đến là bảng điều khiển hiển thị đa chức năng, loại cảm hứng TFT 6,5 inch, có thể tùy chỉnh theo ý muốn tùy vào chế độ lái. Có tổng cộng 6 chế độ lái, 4 chế độ với các thông số được cài sẵn bao gồm Tour, Gravel, Urban, Off-road và ngoài ra thì còn có 2 chế độ cho phép người lái tự thiết lập. Bản Adventure Sport được bổ sung thêm hệ thống treo điện tử SOA, ERA với 5 chế độ điều chỉnh khác nhau, Soft, Mid, Hard, Off-road và một chế độ do người dùng tự cài đặt. Ngoài ra còn có thêm sưởi tay lái, đèn tự sáng, kính chắn gió cao hơn, vân vân. Động cơ ở trên phiên bản đời mới này được thay đổi hoàn toàn, với động cơ có dung tích xi lanh là 1.084 phân khối, 8 van, sản sinh ra công suất tối đa là 75 kW và 105 Nm. Ngoài ra, những công nghệ hỗ trợ vẫn được tiếp tục trang bị ở trên phiên bản năm nay như ga điện tử, kiểm soát được xoắn HSTC tích hợp ga tự động, vân vân.
Sự góp mặt của Africa Twin sẽ làm mở rộng giải sản phẩm xe Adventure của Honda Việt Nam. Giá bán cho bản tiêu chuẩn là 590 triệu và 690 triệu là giá bán cho bản Adventure Sport. Đối thủ của mẫu xe này tại Việt Nam có thể kể đến như Triumph Tiger 900 hay Suzuki V-Strom 1050. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối bản tin. Nếu các bạn thích thì đừng quên like, share và subscribe Đường Hai Chiều để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.